Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh vừa về được một cặp loa đến từ nước Đức của thương hiệu Quadra. Chúng ta nhìn trước màn hình, cặp loa này nó có một kích thước cũng khá là đồ sộ. Ê căng của nó anh em có thể nhìn, hai bên này là hai cái nẹp gỗ. Và chúng ta nhìn ở phía trên được vát ở hai bên góc này. Ở bên này cũng vậy. Và được vát hai bên góc này. Cặp loa này là một cặp loa mới về trong tình trạng zin nguyên bản. Loa này thì nó có một điều đặc biệt, đó là chúng ta nghe những bản nhạc vàng, những bản nhạc bolero cực kỳ hay anh em ạ. Nó vượt xa cả những cái cặp loa mà hiện tại mà có thể chúng ta đang nghe. Ví dụ như là những dòng 77A, 88A, 99A mà anh em đang yêu thích, chưa chắc đã vượt qua chất âm được cặp loa này. Đây là một cặp loa Đức đến từ châu Âu. Chất âm của nó rất là sáng, bát của nó rất là mềm, sâu anh em ạ. Và nó có một chút độ ngân ở cái giải bát của nó. Cho nên là rất thích hợp chúng ta nghe những bản nhạc bolero, nghe rất là ấm áp, rất là hay. Cặp loa này thì ở cái phần ê căng của nó thì anh em có thể nhìn qua ê căng của nó là ê căng vải bằng nâu. Đấy, vải nâu. Rất là đẹp. Và đây là thương hiệu Quadra. Đấy, Quadra. Hai bên này thì gồm có hai cái nẹp gỗ ở hai bên. Đấy, ê căng của nó rất là đẹp. Đây là phần mặt sau của ê căng. Ê căng zin đấy anh em nhé. Ở bên này cũng vậy. Đấy, Quadra. Cặp loa này là một cặp loa như Việt Vinh nói lúc đầu, về trong tình trạng zin nguyên bản. Có như thế nào Việt Vinh bán cho anh em như vậy. Đấy, chúng ta nhìn này, lớp keo vẫn còn nguyên. Ở đây thì là vẫn còn những cái giấy mà khi mà vận chuyển về Việt Nam thì họ vẫn dán viết vào đây. Việt Vinh vẫn để nguyên như vậy. Và chúng ta có thể nhìn trước màn hình thì cặp loa này nó sở hữu 3 đường tiếng. Một chép đôm, một trung đôm và một bát 22 cân cao su. Về tuyến loa của cặp loa này đẹp xuất sắc, không có điểm chê luôn. Anh em có thể nhìn qua. Đấy, Việt Vinh zoom rất là kỹ, rất là rõ để cho anh em xem. Này, anh em có thể nhìn từng con ốc này. Đấy, loa chung này. Đấy, loa chung rốn vải, anh em nhìn chưa? Đấy, từ con ốc này. Zin nguyên bản anh em nhé. Cặp loa có một tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Còn đây là loa bát. Loa bát thì Việt Vinh rất là ấn tượng ở cái loa bát này. Lòng của nó rất là sâu. Chúng ta nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể thấy rằng là loa bát của cặp loa Quadra này nó rất giống loa bát của cặp loa Dipton 25. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nó rất giống luôn. Đây, Việt Vinh zoom cho anh em xem này. Đấy, loa bát của nó đấy. Đẹp không ạ? Bóng loáng luôn. Tân cao su, lòng rất là sâu. Còn ốc của nó sử dụng là ốc lục giác. Kiềng là kiềng đen. Ở dưới này là thương hiệu Quadra và model của cặp loa này là IS1250. Công suất của nó là 120W, trở kháng của nó là 8 ohm. Anh em có thể nhìn qua, nó có một nút tinh chỉnh của giải chép. Anh em thích nghe chép nhiều hay chép ít thì chúng ta có thể tăng to nhỏ ở đây anh em nhé. Đấy, quá là đẹp luôn đúng không ạ? Cặp loa này mà anh em nghe những bản nhạc chậm, những bản nhạc vàng, những bản nhạc bolero cực kỳ hay anh em ạ. Dòng loa Đức thì anh em biết rồi. À, nó rất nổi tiếng khi mà chúng ta nghe những bản nhạc cụ, những bản nhạc hòa tấu. Đấy. Nhưng mà cặp loa này thì anh em có thể nhìn qua, nó có thể chơi được cả những bản nhạc bolero, những bản nhạc vàng cực kỳ hay. Anh em nhìn này, đây loa chép nhé. Đấy, chúng ta nhìn loa chép này. Zin từng con ốc luôn. Và đây là loa chung bên cạnh. Đấy, loa chung. Anh em nhìn này, ốc này. Cặp loa này chưa được mở ra bao giờ. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Rốn vải. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ở dưới là loa bát. Sử dụng bát 20. Anh em có thể nhìn qua. Màng loa bát bóng loáng luôn. Đấy, chúng ta nhìn này. Đấy, là màng loa bát đấy, Việt Vinh zoom lên cho anh em xem đấy. Lòng của nó rất là sâu, anh em nhìn thấy chưa? Bát đánh cực kỳ sâu luôn. Gân của nó sử dụng là gân cao su và gân cao su của nó mềm nhũn luôn. Ở bên này cũng vậy anh em nhé. Này, gân cao su này. Đấy, mềm nhũn luôn. Quadra Interfun IS1250, công suất 120W, trở kháng 8 ohm và cũng có nút tinh chỉnh to nhỏ
ở giải chép ở đây. Cặp loa này là một cặp loa mà như Vinh nói rồi, vừa về và Việt Vinh giới thiệu đến anh em luôn. Thùng vách còn rất là đẹp, kể cả những lớp keo, những lớp băng dính vẫn còn nguyên này, Việt Vinh còn chưa bóc ra này. Đấy, vẫn còn nguyên. Về kích thước của cặp loa này rất là ấn tượng luôn anh em ạ. Kích thước của nó cao 50cm. Chiều ngang của cặp loa này 30cm. Và chiều sâu nếu mà tính đến mặt e căng là 27cm. Đây, một cặp loa mà chúng ta có thể nghe những bản nhạc vàng, những bản nhạc bolero. Nó có thể vượt qua chất âm của những cặp loa mà anh em đang biết, 77A, 88A, 99A. Đây là một cặp loa đến từ châu Âu mà anh em biết rồi, những cặp loa đến từ châu Âu thì cái giải trên của nó cực kỳ tốt. Cái giải trầm của cặp loa này thì cực kỳ xuất sắc luôn, đánh rất là mềm và sâu. Đấy, cho nên là nó rất thích hợp anh em nghe những bản nhạc vàng, những bản nhạc bolero, nó rất thích hợp cho những anh em yêu thích những cái dòng nhạc đó. Và bây giờ xin mời tất cả anh em chúng ta cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm tuyệt vời của cặp loa Quadra có model IS1250. Xa rồi em nhé, đường em cứ đi, đừng về bên gác trò để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa tình em trong mắt tôi, và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm, cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân mới trừ xa cách nhau rồi. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ và thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn. Nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào chưa dứt buồn riêng ai trót mang, tình nào không chút chai, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng chỉ buồn tơ duyên, vòng tay nào quen cô đơn nên tôi chẳng chắc em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi đã quen rồi em, giang dở trong tình yêu tôi không say chết bạc vàng. Tôi đã quen rồi em khóc làm chi, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Duyên kiếp luôn dở dàng nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời
cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chắc đời hay dần đời mau đổi thay. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa tuyệt hay Quadra IS1250 và giá bán của cặp loa này là 5.600.000 đồng. Với một số tiền chỉ có hơn 5 triệu, anh em đã sở hữu được một cặp loa đến từ châu Âu và nó đáp ứng được cái dòng nhạc mà anh em yêu thích. Và số điện thoại 0917659929 là số điện thoại mà anh em cần liên hệ. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.